Hello, xin chào bạn, chào mừng các bạn đến với hệ thống shop sung sướng, số là 0932 052 893, chỉ cung cấp những dòng sản phẩm thuốc kích dục nha các bạn. Thì thuốc kích dục bên mình có tất cả các dòng sản phẩm trên thị trường hiện nay, từ giá rẻ đến cao cấp và từ dạng nước, dạng viên cho đến thuốc kích dục cho nam, cho nữ rất là đầy đủ luôn nha các bạn. Thì giới thiệu đến các bạn nam giới hôm nay là cái dòng sản phẩm thuốc kích dục nữ Super D. Khi mà sử dụng Super D cho người phụ nữ uống vào thì người phụ nữ sẽ bị kích dục sau khoảng 10-15 phút, thì họ sẽ cảm thấy nôn nao rào rào trong người, rất là thèm muốn quan hệ. Đây là một trong những cách mà giúp nam giới gạ tình hay là khiến cho người phụ nữ chủ động hơn trong việc quan hệ tình dục ha. Thì Super D này là một cái loại thuốc kích dục dạng nước, không màu, không mùi, không vị và tan nhanh trong nước. Khi bạn sử dụng các bạn chỉ cần hòa tan vào trong khoảng 200 ml nước, từ nước ngọt, nước trái cây hay là nước ép, bất cứ cái nước gì cũng được các bạn. Người phụ nữ chỉ cần uống vào đầy đủ liều lượng thì họ sẽ bị kích dục, và khi mà họ bị kích dục thì họ sẽ có những cái dấu hiệu như là hai chân khép lại này, bầu ngực cứng cứng này, hơi thở gấp gáp, tim đập nhanh, lời nói bao ốm, mặt đỏ ửng. Đó là những dấu hiệu cho thấy người phụ nữ đã bị kích dục. Các đàn ông chỉ cần kích thích họ hay là nói những lời nói khiêu khích, gạ tình, đụng chạm da thịt, để họ chủ động hơn, họ khó kiềm chế hơn trong cái việc kiềm chế bản thân. Khi họ đã bị kích dục như thế này rồi thì rất là dễ dàng để họ chủ động trong việc quan hệ tình dục nha bạn. Thì Super D này là một trong những cái loại thuốc kích dục dạng nước mạnh nhất trên thị trường hiện nay, và nó đặc biệt là không màu không mùi nên nó rất là khó phát hiện khi mà sử dụng. Thì mỗi lần các bạn pha thì các bạn pha khoảng nửa chai này đối với 200 ml nước. Thì các bạn pha càng ít nước thì người phụ nữ càng dễ uống đầy đủ cái liều lượng vào, và sau khi uống đầy đủ liều lượng thì thuốc sẽ có tác dụng trong khoảng 10 đến 15 phút. Thì các bạn nam giới hãy quan sát xem người phụ nữ có những cái biểu hiện mà mình đã vừa nêu, để coi người phụ nữ đã bị kích dục hay chưa, để mà chủ động gạ tình kích thích họ ha. Thì đây là cái loại thuốc kích dục an toàn, sau khi quan hệ xong thì người phụ nữ trở lại trạng thái bình thường, cơ thể không gây bất một cứ một cái tác dụng phụ gì nha, các bạn yên tâm khi mà sử dụng. Thì đây là một trong những cái loại thuốc kích dục có giá thành hợp lý này, hiệu quả này, kín đáo này và khó phát hiện khi mà sử dụng ha. Sử dụng một chai này được 2 lần, và các bạn nào đang có nhu cầu thì hãy liên hệ ngay số like 0932 052 893 và mình sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ cho các bạn ha. Hôm nay mình đặc biệt giới thiệu thêm cho các bạn nam giới một cái dòng sản phẩm có thể giúp bạn nam giới cương dương tốt hơn cũng như là kéo dài thời gian quan hệ. Nếu các bạn sử dụng thuốc kích dục thì người phụ nữ sẽ bị kích thích, làm cho họ cái nhu cầu tình dục họ tăng cao và họ quan hệ rất là sung mãn. Đòi hỏi người đàn ông sẽ phải cái sinh lý thật là mạnh mới có thể đáp ứng được họ. Thì các bạn nam giới nào đang có thời gian quan hệ quá ngắn này, là dương vật khó bị cương, khó cương cứng này, hay là cương cứng hay nhanh chóng sụt xuống, thì các bạn hãy hẹn ngay bên mình để đặt hàng cái dòng sản phẩm thuốc cương dương Batman này. Thuốc cương dương Batman sẽ giúp các bạn nam giới cương dương tốt hơn, chỉ cần massage kích thích nhẹ nhàng là cái dương vật của bạn cương cứng và cương ứng đến mức tối đa, với nhu cầu tình dục của nam giới cũng sẽ tăng cao, khi mà quan hệ sẽ sung mãn hơn và cũng như là kéo dài thời gian quan hệ cho các bạn. Thì thuốc cương dương Batman này các bạn uống trước khi quan hệ khoảng 30 phút, thì trong quá trình 30 phút đó thuốc sẽ đi vào trong cơ thể và làm sản sinh ra một lượng lớn hormone testosterone trong cơ thể nam giới ha, làm cho nam giới trong quá trình quan hệ sẽ sung mãn hơn nè, cái dương vật dễ dàng cương cứng, massage kích thích nhẹ nhàng là dương vật đã cương cứng đến mức tối đa luôn và duy trì cái cảm giác cương cứng suốt cả quá trình quan hệ đó. Đó là những cái công dụng rất là tuyệt vời của thuốc cương dương Medman, và thuốc cương dương này là cái loại thuốc cương dương thảo dược nha, các bạn yên tâm khi mà sử dụng không gây bất cứ tác dụng phụ gì, và đây là hàng chính hãng được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Các bạn nếu mà đặt hàng bên mình thì các bạn có thể kiểm tra hàng trước khi thanh toán ha. Hãy liên hệ ngay số line 0932052893 nếu các bạn đang quan tâm đến cái dòng sản phẩm của Shop Sung Sướng, thì bên mình sẽ tư vấn hỗ trợ thật là nhiệt tình cho các bạn tất cả các vấn đề liên quan đến sinh lý hay là đồ chơi tình dục, và các bạn bên mình sẽ tư vấn đặt hàng cho bạn. Nếu các bạn đặt hàng thì bên mình sẽ giao hàng toàn quốc trong vòng 3 ngày này, mọi thông tin đảm bảo bảo mật và cũng như là các bạn có thể kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Thì mình cũng xin kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.